Xin chào cô chú anh chị. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản hai mặt tiền đường Lê Văn Quế thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân đang có nhu cầu bán, vị trí rất là sầm uất. Với tổng diện tích đất thực tế là 2.056 m² và diện tích đất công nhận xây dựng sau khi trừ giới từ lộ giới còn lại là 1.683 m², với chiều ngang là 33, chiều dài là 51 m. Kết cấu hầm, trệt, 5 lầu sân thượng và 4 thang máy. Diện tích sàn là 14.388 m². Công năng khai thác làm nhà hàng tiệc cưới, có thể bàn giao bất kỳ lúc nào. Về pháp lý thì công ty đứng tên đang thế chấp ngân hàng. Và hiện tại tài sản này đang được chủ nhân chào bán là 360 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72 158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về bất động sản này.